Phải làm gì để năm 2023 mua được căn nhà đầu tiên? Theo mình nếu không phải mua để đầu tư, bất cứ lúc nào bạn thấy tài chính phù hợp đều là thời điểm tốt để mua nhà, trọng trung chia sẻ. Một trong những mục tiêu của phần lớn những người trẻ là sở hữu những tài sản lớn. Song, 2022 đi qua với nhiều biến động trong nền kinh tế, thu nhập nhiều người bị giảm cũng như áp lực từ bão giá khiến mục tiêu mua nhà trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, vẫn có những người trẻ với khả năng kiểm soát chi tiêu thông minh, nỗ lực gia tăng thu nhập để mua nhà ở độ tuổi còn rất trẻ. Hai năm qua không đi du lịch để mua nhà. Tuấn Đạt, sinh năm 1996 cùng vợ, đã suy nghĩ về chuyện mua nhà từ 3 năm trước. Xong, hai vợ chồng đã phải mất nửa năm mới đây để tìm kiếm căn nhà phù hợp với bản thân và gia đình nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, mình đã lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Hai năm qua mình không đi du lịch. Trước đó, một năm mình phải đi ít nhất 2 đến 3 địa điểm để vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Mình không còn mua sắm lung tung. Trong tất cả các khoản chi, mình cần xác định được mục tiêu và mức độ thiết yếu của món đồ. Bên cạnh đó, ngoài công việc văn phòng, mình tập trung kinh doanh ngoài để tăng thu nhập. Sau nửa năm mua căn hộ 67 phút 2 với giá 3 tỷ đồng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn đã thấy hài lòng vì đạt 8 trên 10 tiêu chí bản thân mong muốn. Anh chàng cho rằng để đạt được điều này đầu tiên là không nên hấp tấp trong việc lựa chọn dự án. Khi mua chung cư, mỗi người phải tìm hiểu rõ dự án chủ đầu tư, pháp lý rõ ràng. Chuẩn bị tài chính sẵn để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý với giá cả phù hợp. Bên cạnh đó, thời gian trọng chung, sinh năm 1992 cùng vợ ấp ủ mua nhà là gần 2 năm. Trong thời gian yêu và sau khi cưới, vợ chồng anh chàng đều xác định rõ mục tiêu mua nhà nên cả hai bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu về các khu vực dự án căn hộ sao cho phù hợp với nhu cầu và tài chính của bản thân sai lầm lớn nhất mình nghĩ đấy chính là chi tiêu không có kế hoạch rõ ràng trước khi lấy vợ mình từng có quãng thời gian chi tiêu không hợp lý khá dài thích gì là mua thậm chí là vay mượn bạn bè để mua những thứ mà giờ nghĩ lại đều thấy không cần thiết và đúng hơn là lãng phí trọng trung chia sẻ về quá trình tích lũy tiền để mua được tài sản lớn sau này cùng vợ ngồi nói chuyện rõ ràng về tài chính hơn trọng trung mới có thói quen theo dõi chi tiêu từ đó tránh được các khoản chi tiêu vô tội vạ cũng như bất hợp lý gây thất thoát tài chính của bản thân và gia đình. Hiện tại gia đình Trọng Trung đang sở hữu căn nhà sau khi hoàn thiện là 4,5 tỷ đồng với diện tích 105 m2. Năm 2023 có phải là thời điểm thích hợp để mua nhà? Nhà là tài sản lớn, do vậy nhiều người cho rằng vay nợ là lựa chọn phù hợp là đòn bẩy giúp người trẻ dễ dàng mua nhà hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dù đã đủ tiền nhưng vẫn chọn vay nợ mua nhà để linh hoạt hơn trong dòng tiền. Đối với mình, căn nhà là ưu tiên hàng đầu nên khi có tiền để mua đất, chắc chắn mình sẽ trồng tiền một lần. Mình không muốn mạo hiểm dùng số tiền lớn mua nhà để kinh doanh rồi lại vay nợ mua nhà được. Vì thời buổi kinh tế biến động phức tạp, cứ phải an cư lạc nghiệp, trước nhất là tìm mua một ngôi nhà để làm tiền để vững chãi cho phát triển sự nghiệp. Vay nợ tới tháng phải lo toàn chi trả thật sự rất áp lực. Lúc đó vừa áp lực sự nghiệp cũng như món nợ vay, Tuấn Đạt chia sẻ. Mặt khác, Trọng Trung có quan điểm khá khác biệt. Dù đủ tiền tích lũy để mua nhà cũng như thiết kế thi công, anh chàng vẫn chọn phương án thanh toán 50% và vay nợ 50%. Bởi ở thời điểm mình mua nhà khá nhiều dự án, khoản đầu tư của mình vẫn còn giang giờ chưa thể rút ra và đập hết tiền vào căn hộ. Hơn nữa, tại thời điểm mình mua lãi suất mua nhà cũng khá ưu đãi và phù hợp với thu nhập của cả hai vợ chồng. Xong gần đây, sau khi nhận thấy thị trường tài chính có nhiều biến động, gia đình Trọng Trung đã quyết định tất toán một phần gốc vay này. Bên cạnh đó, sau khi theo dõi tình hình bất động sản từ đầu năm 2022 cho đến đầu năm 2023, hiện nay trọng trung thấy giá bất động sản về khá sát với giá trị thực tế và phù hợp hơn với rất nhiều người. Đất nền, chung cư và một số dự án giá giảm từ 30 40%. Theo mình nếu không phải mua để đầu tư, bất cứ lúc nào bạn thấy tài chính phù hợp đều là thời điểm tốt để mua nhà. Bởi nếu tính theo dài hạn, căn nhà có khả năng tăng giá cũng như những giá trị vật chất và tinh thần nó mang lại không thể đong đếm được hết. Lời khuyên của Trọng Trung cho những người mua nhà trong năm tới là nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu các dự án, khu vực muốn mua. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và chọn mua được căn hộ hay căn nhà phù hợp, tiết kiệm chi phí nhất. Đồng quan điểm với Trọng Trung, Tuấn đạt chia sẻ năm 2023 dự đoán kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Theo mình, giá bất động sản thời gian tới cũng sẽ chững lại, đó có thể là cơ hội để bạn mua được nhà với giá tốt. Tuy nhiên, đó là trường hợp bạn đã chuẩn bị tài chính nếu dựa vào những biện pháp hỗ trợ từ ngân hàng, bạn vẫn cần vạch ra phương án trả nợ rõ ràng, nguồn tiền ổn định thì mới mạo hiểm vay nợ. Xu hướng mua nhà cũ rồi cải tạo. Bên cạnh mua những căn hộ, căn nhà mới, năm 2022 nổi lên xu hướng mua nhà cũ rồi cải tạo để tiết kiệm hơn. Lý Nguyễn, sinh năm 1998, đã mua căn hộ cũ 97 phút 2 ở Hà Nội vào tháng 2 năm 2022. Được biết tình trạng khi nhận nhà đã xuống cấp khá nhiều. Do vậy, cô bạn đã quyết định cải tạo gần như hoàn toàn bộ căn nhà ngoài khu nhà tắm và lâu rìa. Cô bạn đã chi 250 triệu để làm mới căn nhà trong 1,5 tháng. Rõ ràng, căn hộ cũ, cơ sở vật chất, nội thất có thể không bằng mua mới, nhưng lại có những lợi thế về giấy tờ. Ngoài ra, có một thực tế là ở Hà Nội hiện tại, muốn tìm căn hộ mới giá khoảng 2-3 tỷ với chất lượng ổn, thường là khoảng cách rất xa với trung tâm. Theo mình, nếu gia đình ít người, còn trẻ và tiềm lực tài chính hạn hẹp, vẫn nên cân nhắc mua chung cư cũ, quan điểm của Ly Nguyễn. Trong câu chuyện cải tạo, Ly Nguyễn cho rằng sau khi đã quyết định việc cải tạo là cần thiết, mỗi người cần cân nhắc tới ngân sách liệu có đáp ứng được kế hoạch cải tạo đó không. Tính an toàn, tiện lợi cho người ở là hai điều nên được ưu tiên trước khi tính đến bất kỳ yếu tố nào khác. Ở giai đoạn lên kế hoạch, đương nhiên cần tham khảo thật nhiều nhưng thay vì chạy theo xu hướng hay chọn những đồ đạc đắt tiền nhất thì hãy lấy chính căn nhà và mong muốn của mình làm trọng tâm chẳng hạn nhiều người quan niệm phòng khách thì nhất định cần tv nhưng cá nhân mình không sử dụng mấy nên mình đã quyết định lược bỏ sự phù hợp là trên hết bên cạnh đó khi mua nhà cũ cần phải xem xét nhiều khía cạnh khi xem nhà bạn có thể chọn những thời điểm khác nhau để tới xem nếu có thể sáng tối trưa trời nắng mưa để xem tình trạng và môi trường xung quanh nhà như thế nào một số điểm cực kỳ quan trọng đó là xem nhà có hệ thống điện, nước ổn không, chống thấm còn tốt không, xem đường đi, khu gửi xe có thuận tiện cho việc sinh hoạt và di chuyển không. Do việc đặt cọc nhà không yêu cầu phải công chứng nên để hạn chế rủi ro đặt cọc, bạn nên tìm hiểu kỹ về lịch sử của khu nhà, tính pháp lý của căn nhà và lập hợp đồng đặt cọc để đảm bảo hai bên thực hiện hợp đồng.